Ủa sao hồi nãy thấy Sinh La vô, Sinh La hót vậy? Anh em hot xong chơi đi, anh em hot xong chơi luôn đi, tí tí Sinh La hót ra cho mọi người vào chơi em. Xong tí anh ấy xong lại hót tiếp đấy. Chơi hai là hai ván nhá. À. Sao mấy người chọn heo là sao ông Cường? Hả? Chọn heo là Mấy người người ta thích choi hát. 60% á hả? Chào Dương Boy anh ạ. Được luôn thần. Quên xem phim chậm mấy giây ngồi canh. À. Ok. À, chào Linh Nguyễn nhá. Ở Hà Nội lạnh quá. Hôm nay lạnh thật. Hôm nay công nhận là tôi thấy lạnh, lạnh hơn mọi khi. Ôi trời ơi, em đi đi ngoài trời anh em phải cẩn thận vào, trời lạnh. Chẳng may ốm ra đấy. Anh em hot tự chơi đi, chơi nhanh tí tôi lại hot luôn, lại không lại trong game lại không ấy được. Nhớ tắt chế độ khó ẩn, anh tắt rồi. Hôm nay có hát hò chém gió không anh? Không. Chém gió thì chém thôi chứ không hát hò. Tôi người Nam ra Bắc, đúng rồi. Ông mà trong Nam ra sống quen ở khí hậu trong đấy, xong ông ra ngoài này sống cảm giác khó chịu lắm. Nó khó sống lắm. Bởi vì thời tiết nó khác nhau nhiều. Ok. Ơ chết, quên chưa load rồi. Ok. Cái cốt đấy được cái gì không? Cốt đấy là tăng cái tỷ lệ mình xây nhà nó ra may mắn hơn đấy. Hai cậu không, anh ban đầu anh làm nhiệm vụ kia trước đã, chứ anh chưa chưa ghép sớm gì cả. Cứ từ từ anh em ạ, làm nhiệm vụ đã. À, 12. Trong Nam có ba mùa thôi, mới lại lạnh trong đấy nó không bằng ngoài này được. Trong đấy sao lạnh bằng ngoài này được? Ngoài này lạnh hơn. Nho vừa vào là trong 92 đồng. Ừ, hôm nay là ngày phê nho mà. Bên này lại chơi farm mà anh. Ừ, nay chơi ăn nay chơi custom map nhưng mà anh em yêu cầu farm nhiều quá thì anh chơi farm luôn. Thì hết farm lại Pokemon. Ờ đúng. Chúc anh lại vui vẻ nha. Cảm ơn Su Trang nha. Cảm ơn em. Anh em là chơi farm mà hot với nhau chơi xong, có thể nếu mà muốn nói chuyện với nhau thì vào Discord. Tôi có tạo rồi những cái room riêng để cho anh em tự nói chuyện đấy. Anh em có thể vào tự giao lưu, tự nói chuyện, tự chơi với nhau. Để cho cái cộng đồng mình nó vui vẻ mà lại không nhất thiết là phải chơi với tôi. Chứ có cái sân chơi cho anh em gặp gỡ nhau trên đấy. À, lấy siêu xe đi anh. Anh cũng mong là có siêu xe. Trong trên Discord hình như có một thanh niên có siêu xe rồi đấy. Chơi thắng 7 trận là có xe đầu tiên rồi. Em thắng 3 trận rồi mà 4 trận mà cái cốt kia nó bị sao rồi. Giờ lại cốt thứ hai. Cốt thứ hai á? Nó có, mỗi một lần thắng thì nó xếp một loại cốt mới mà em. Đúng rồi, em bị sao á. Cốt nó hồi như em cốt nhầm thì sao á. Giờ phải chơi lại cốt thứ hai này. Dạ. Yeah. Trong lần này em thắng 4 rồi. Nhậu anh ơi. Không sao đâu, xin là do ăn ở. Này xem lại cái mod Dota qua của ông, khi nào thử Dota M3 vui phết đấy. À, Dota M3 hình như là cái map Dota M3 đúng không, chứ không phải là chế độ M3 đúng không? Nếu mà là cái map chọn kin đấy. Nhưng mà Dota M3, nhưng mà cái map đấy nó phải là map Dota không? Nó trừ mod hay là nó là một map khác? Map khác. Map khác thì thôi không chơi, chơi map Dota thôi. Chọn kin cho tướng ấy. Biết rồi, anh biết rồi. Nhưng mà anh không nhớ nó là map khác hay là trong Dota, chế độ trong Dota. Biết là vẫn là map Dota rồi, nhưng mà nó tách biệt ra là một map Dota im 3 chứ không phải là một map Dota thường. Ý tôi thế. Chào The Monster nhá. Chuẩn bị đỏ đen cho anh không? Anh chán đỏ đen lắm rồi. Ui 93 tiền kìa. Mẹ, cái quay là mình để nho thì
cái quay mà không để nho thì tiền nó cao thì chết dở rồi. Việt Nam nay đá phải thắng mà. Không phải nho uống nước nho ép được không anh? Được em, miễn là em có nho để trồng. Anh chơi Dota All-Star không? À, Dota bình thường là Dota All-Star ấy, còn gì nữa? Dota All-Star là người ta hay gọi những cái phiên bản chuẩn, người ta gọi là All-Star. Còn thường người ta gọi là Dota. Những cái bản chuẩn mà để thi đấu ấy thì người ta gọi là Dota All-Star. Thụt hậu thế này nguy cơ lọt lắm, để rồi xem. Ông Bá Hành ông đi sớm rồi. Bá Hành đi sớm mà. Sao Bá Hành ghép ngon này mà đi sớm, hay là bán nhầm? Hay như nào? Nho lại 93 kìa. Ui giời ơi, thôi bội mẹ rồi. Quả này trồng nho về sau đều ăn thua rồi. Quả này trồng nho về sau vỡ mồm rồi. Bỡ bỡ rồi. Ra rùa. Ui xây ra siêu ấy, nó cũng thốn đấy. Chuẩn bị gáy cho anh á. Thắng với gáy chứ. Lỗ rồi, xây ra siêu là lỗ rồi. Không sao. Chúng ta hãy cùng mong chờ một màn đổi đời nhờ trồng cây nè. Hãy phê nho liên tục nè. Hello anh, hôm qua thấy anh đánh map Dota lủng quá. Nay đép ngon hơn rồi. Ôi cảm ơn em. Hôm qua đánh Dota như toàn thua, đâu thắng trận nào mà. Hôm nay đép ngon hơn rồi. Em thấy ra cơ bản thì sao anh? Ra cơ bản thì em nó gọi là đã đen còn làm lông đấy em. Mà lông của em mà lông như kiểu lông là gặp bão đấy, nó chứ không phải là lông thẳng nữa. Ra đây giờ mà. Chơi heo hát mà, à chơi bản, chơi cái khó nhất mà. Chơi khó nhất mà đép được qua wave 10 thì mới đép được tiếp. Chứ đép không qua được wave 10 thì khó lắm. Chơi cái khó nhất thì phải đép, ít nhất là phải đép được qua wave 10 thì mới sống được. Nếu xây không ra gì thì sao anh? Nếu không xây mà không ra gì ấy thì đập máy đi là vừa. Mấy giờ anh nghỉ á? Chơi lâu mà. Anh em cứ hỏi nghỉ làm gì. Nghỉ cũng phải 12 giờ, ít phải 12 giờ nghỉ. Cái clip Dota 8 giờ của anh up lỗi rồi. Tua cái nó tự hết clip á. Thực ra nó chưa prepare xong thôi chứ không phải lỗi đâu em ạ. Em để ngày mai đi, hoặc là ngày kia thì xem nó sẽ ổn hơn. Bởi vì cái những cái video dài ấy, nó cần thời gian để nó nén cái định dạng file, với lại nó xem có bị dính bản quyền không nữa ấy. Nó còn thời gian để nó YouTube nó làm việc cái đấy nữa, nên là nó bị như thế. Chứ vài hôm nữa là nó mượt ngay mà. Bây giờ anh chèn quảng cáo cũng có chèn quảng cáo được đâu, nó cứ nhảy loạn xạ lên à. Anh ơi cho em một slot được không anh? Được em, nhưng mà anh lưu ý một cái là em phải tay nhanh nhá. Cường phê đủ loại thứ trên đời, hãy như Cường cơ bản 5% chúng phải quá hên chứ. Ừ. 88, 86. Ôi, trồng 3 loại quả thì cứ để 90 thôi. Anh phê thập cẩm mà anh? Không, anh làm nhiệm vụ. Anh làm nhiệm vụ, tí anh phê nho mà. Vừa nét về, chào táo nha. Ủa cái đó là trồng bao nhiêu lần mới được vậy ông Cường? Một lần thôi. Làm nhiệm vụ đấy gì? Làm nhiệm vụ thì ông trồng mỗi loại 3 quả một lần thôi là xong luôn. Ông trồng xong một cái là nó cho ông gỗ luôn. Không cần phải hết quay. 87. Ok. Ôi chết rồi, xây nhầm rồi. Sợ xây con clock của cặp này này. Ghép cái. Ghép cái nữa. Ghép cái nữa. Ghép cái nữa. Ghép con rùa. Ghép con óc. Ghép cái trụ. Cái đó là phải để 900 gỗ không? Ừ đúng rồi, để 900 gỗ để xây một phát cả ba loại cây luôn ấy, chứ xây lại đẻo không được. Chào Sky nha. Em họ của em nó nói thích anh á, kệ mẹ nó. Hít ba loại bộ phổi anh ạ. Xem nhiệm vụ ở đâu với anh. Đây em ấn vào quyển sách màu xanh nhá. À quyển sách màu tím, xin lỗi. Quyển sách màu tím nhá. Là những nhiệm vụ tất cả trong cái map này, nếu mà em xem nhiệm vụ em hoàn thành rồi như thế nào thì em ấn vào quyển màu xanh nhá. Bữa nào qua Dota 2 làm bài ván đi anh không? Nếu mà anh có làm Dota 2, anh có làm game khác, livestream game khác thì anh cũng không làm trên kênh này.
cùng lắm là được anh em ủng hộ và anh em thực sự thích tôi thì tôi làm thêm một kênh nữa để cho anh em xem, còn kênh này tôi chỉ làm Warcraft thôi, không livestream bất kỳ một game nào khác, game khác thì dưới dạng video thôi, không livestream. 93 cà rốt này, ngon này, bán cà rốt này. Ăn con này xong là mở sói là đẹp, không biết là có ăn được hay không nữa. Ui, hai Slada này. Đỏ đen này anh không, không đỏ đen đâu. Lọt cua á? Không biết có lọt không nhỉ? Hình như lọt thì sao ấy. Lọt mẹ rồi. Lọt cua lại xấu hổ chưa kìa. Cua bao nhiêu máu vậy? Con cua tôi không để ý nhưng mà trâu hơn con sói một chút. Lọt cua nó mới kỵ. Lọt cua nó mới dị chứ. Mẹ quả này mà quay. Quả này là lọt một cái nữa là thôi đấy. Không sao, không sao cả anh em ạ. Chúng ta hãy cùng làm lại từ đầu. Chúng ta vẫn còn đang phê mà. Sao phải xoắn nhỉ? Ra thần thoại kìa anh á. Nó lại là gánh luôn rồi. Nó lại là một bước lên tiên luôn rồi anh em. Bí ngô, bạn bí ngô. Bán bí ngô, bán bí ngô, tiny, clock, trụ, dê, cừu, các thứ. Bí ngô rồi, tôi vừa bán bí ngô rồi, cảm ơn anh em nhé. Cảm ơn anh em đã nhắc, mà tôi vừa bán rồi. Vừa là lại xây theo thân thần thoại. Tôi đã bảo rồi. Bao giờ mà tôi hay bị lọt sớm ấy là bao giờ về sau tôi quân tôi cũng rất là khỏe ạ. Đấy là ý trời rồi, thiên mệnh rồi, người ta gọi là thiên mệnh đấy. Nho 58 thì bán đi nhanh kiểu hết. Đây người ta gọi là ngáo nho chứ nếu phải là phê nho nữa rồi. Bán nho 58 người ta gọi là ngáo nho đấy anh em, nếu phải là phê đâu. Quét ẩn ba con ba mạng bảy ba trong gỗ bảy thiên tướng bảy con nước, đúng rồi, hai con slow kìa anh. Thôi slow thì để đấy, anh em lại suy dại rồi. Tí xua thì thua sấp vào lưng. 104 thì bán anh. Anh cứ tầm 90 anh bán được rồi, trên 90 là bán được. Kể ra mình xây cái nhà này ở giữa thì hợp lý hơn nhỉ. Xây nhà ở giữa thì mình quá là ngon luôn ấy. Nhưng mà thôi. Xây ở giữa chắc gì nó đã ra thiên tướng. À chắc gì nó đã ra thần thoại. Rồi, rất nhiều anh em khám phá kỳ diệu là nhiệm vụ gì đấy? Khám phá kỳ diệu xây một nhà thiên tướng bất kỳ, ok. 6 nhà thần thoại. Ok, ok. Ba hành đép qua quay 10 này là ngon này. Qua quay 10 là... Ờ, ông ấy chơi hát mà. À ông ấy chơi khó mà. Thế khó lợi tiền hơn, lợi tiền hơn ban đầu thì ra thiên tướng sẽ nhanh hơn mọi người. Lợi hơn phải được 2 nhà, 3 nhà, 4 nhà. Lọt bốt nữa thì nhục lắm anh à. Anh cũng cố gắng để không lọt nữa chứ lọt thì cũng nhục thật. Mang tiếng. Anh chọn cái sell buy bán được nhiều tiền hơn á. Là sao? Có nghĩa là có khả năng được cộng thêm 15% ấy, 15% tiền ấy. À. Xây cái trò 150 đồng nhé, thêm 15%. À đâu? Cái đấy là bán được nhiều, bán được hơn 15% chứ. Vâng. Bán loại cây chứ có phải là xây nhà đâu. À bán hoa quả đúng không? Bán hoa quả. Increase. 36 rồi đây này. Chắc là phải để đến 50 à hay như nào? 85 rồi, thôi vẫn cứ ôm đi. Vì một
ngày mai tươi sáng, chúng ta hãy cần kiên nhẫn, chúng ta cần những có những cái pha kiên nhẫn tạo lên mẹ gọi là thần thái, phong cách thần thái, anh em hiểu không? Thần thái tụt mẹ xuống 60 tiền rồi, bữa mồm rồi. Thần thái tạo lên lịch sử nè. Cửa lóc này, ép luôn này. Tí thối nho luôn à, anh đang ủ nho rồi đấy. Đang ủ nho rồi đấy. Nho là bây giờ phải ủ rồi chứ không ôm 40 mà chưa bán là để ngoài thiên nhiên là thối rồi đấy. Anh đang cho vào ủ rồi, đang đợi xem có bợm rượu là mua không anh bán. Ok. Anh em xem hay thấy like thì đừng quên like và share nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn nếu anh em thích xem những video tiếp theo của tôi thì anh em ấn sub để ủng hộ tôi và ấn thêm chuông để nhận thông báo khi tôi livestream để không bỏ lỡ một video nào nha. Cảm ơn tất cả anh em đã xem và theo dõi tôi nha. Cảm ơn anh em. Tôi đã xem CLGT. Nho 60 đầu rồi bán lẻ. Lại xui dại rồi. Những pha xui dại thần thánh của anh em. Ôi chết, xây giữa đi. Ui, xây ra gà này. Nó lại là xây ra gà luôn đấy. Mắc nhọ. Ờ thế chị đâu, của anh em mà không có chị à, Long Trần là chị à? À chị like giúp em nhé Long Trần. Người mạng thì tới 38 38 39, phải có 3 4 thiên tướng may ra không gặp bốt anh ơi. Ừ mà bốt thì cũng phải là bốt khỏe chứ không bốt cùi thì cũng lọt mẹ mất. Thối cả nhau. Bởi vì tiền đó, mẹ tôi biết ngay là ban đầu mẹ nho tăng giá, về sau ý rằng là nho thấp giá. Mà về sau nếu bán được nho luôn, ban đầu anh em nhìn xem ban đầu toán 9x thôi. Về sau mẹ toán lẹt đẹt 60, ư lại 65 nữa. Thất tu rồi. Bây giờ làm sao á? Bán tháo thôi. Bán tháo cho tôi à. Ôm đến 3x á. May là mình xây ra cái ra thần thoại chứ không thì cũng lọt bao nhiêu rồi đấy. Ui, may mắn là xây thần thoại nên là cũng đép được một chút. Cũng lọt nhiều lắm rồi. Thả chó đi à? Ừ quên mất. Liều ăn nhiều. Đúng rồi. Người ta gọi là liều ăn nhiều đấy. Nhưng mà người ta cũng có thêm một câu nữa là tham thì thâm đấy. À, tôi đang ôm nhiều là tôi cũng đang trong cái tình trạng tham đấy. Không biết tí có thâm không? Hay là lại xanh lúa? Bong là xanh lúa. Chứ thâm là bỏ mẹ. Chứ thâm rồi lại ngồi nhìn anh em chơi mà đắm đuối mà đéo có cái gì. Úi ơi! Úi giời ơi! Mùa bội thu! Mùa bội thu của bợ sẽ bị bợ. Người ta gọi là một kích lên tiền này. Úi giời ơi, 5k8 tiền. Nó lại là xây mắc con mẹ ở thiên tướng luôn đấy. Còn lên là ép 2 con thuyền để vào nhau rồi. Ép đi em. Mạnh mẽ lên. Ngon, phê nho luôn. Rồi. Xây đủ 4 là quân ra đã. Đi xây thêm quân sau. Ui xây ra 2% ra siêu cap tower kìa, ngon chưa? Một quyết định đúng đắn. Một quyết định xây Z là đúng đắn. Ui mình toàn xây ra thần với siêu thôi này. Ghê với đái. May mắn thế nhỉ. Ôi bàn tay của tôi hôm nay lại thơm tho rồi anh em. Tôi lại ngửi thấy cái mùi thơm trên bàn tay rồi. À, chế độ gì mà cường, chế độ con mẹ khó nhất cái game này luôn. Ok, lại 108 tiền. À đâu, 75, ok, chưa đổi tiền. Ok. Naga, xe, heo, cóc, ốc, ốc, gà, ếch, human, ốc, choi, ốc, trụ, gà,
bò dê ếch nhái què. Ok, tower ork hết chưa? Vẫn còn. Zalula, naga, naga này, máy bay này, hết chưa nhỉ? Còn gì đâu? Cua này, tiny này, gì đâu? Hết rồi. Xây cái. Quên không thả sói kìa. Làm dấu khó. À. Thả sói cái. Em mở một đống nhau em về để cho con tướng em đánh nổ luôn à. Thế á? Vãi. Nghịch kịch dại à? Nghịch dại à? Nghịch dại à? Hai rùa à? Ừ, hai rùa. Hai kiều. Ai xe. Rồi. Thiên tướng Hellfire. Ui ôi, có thiên tướng Hellfire thì cái tầm này bốt tuổi gì. Tôi mà đã có thiên tướng Hellfire nhá là tôi đã thấy thêm một cái xếp cốt rồi đấy. Nhìn thôi là tôi đã thấy thêm xếp cốt rồi đấy. Hai gà kìa. Ừ, hai gà luôn. Hai trụ luôn. Hai bò luôn. Ui ôi ôi, nó còn trụ tốc búp tốc độ đánh luôn. Cuộc đời nó lại đẹp sao rồi anh em. Đẹp sao, đẹp sao. Cuộc đời vẫn đẹp sao. Cường xin bốt cái tuổi, đúng vậy. Bốt tuổi gì? Bốt tuổi cưỡi con ngựa. Ok. Cưỡi ngựa thì chặt chân. Chặt chân là hết cưỡi. Hai slow cái anh, hai slow thì đéo ép được em. Em lại xui dại rồi. Rồi, rồi. Rồi. Ba hành, bốt cộng 60 giáp. Mạnh mẽ đấy. Thanh niên này mạnh mẽ đấy. Còn ai nữa không? Còn heo à? Ok. À, quay 20 rồi, cộng đam thôi. Nó lại là hợp lý rồi. Nó lại là một tuổi thanh xuân đẹp đẽ rồi. 24 nho. Tăng đam, ừ anh tăng đam mà. 80 tiền này. 80 tiền, thôi ôm đi, đằng là quân mình đang khỏe. Không việc gì phải xoắn cả. Thả rồi mà, tôi vừa thả rồi mà. Tôi vừa thả hai con này rồi mà. Còn con này chưa thả được. Chưa đủ đam đâu. Có thiên tướng khỏe nhưng mà cũng chưa đủ đam được. Từ từ. Thả là lọt cái thì mẹ mày lại khóc tiếng mán. Nếu ai thương đâu. Chỉ tự thương mình thì tự thương lấy cái bản thân mình thôi. Đang chơi mốt gì hết cường? Đang chơi mốt khó nhất cái map này luôn. Sống mèo à? Sống mèo à? À, cái gì? Nhấp môn quá xem coi, nhấp môn quá xem coi. Chơi chế độ khó nhất, tôi nói thế mà không chưa hiểu à? Chế độ khó nhất luôn. Chế độ khó ẩn đấy, biết không? Nó khó như trần đời luôn. Up đám trụ trong nhà chính đi. Hai phát là ngon ngay, từ từ đã. Từ từ đã. Up đám trụ chính từ từ. Bây giờ mình cần xây thêm một hai con thiên tướng nữa. Phải có hai con thiên tướng nữa mới ngon được. Sói đồ á, anh hãy nghe mấy cái quay mà nó cho anh chọn ấy. Nó sẽ có thời gian nhiều hơn. Tới mười mấy giây là máy quay thường nó có ok. Nho kìa. Ui nho này, phê nho này. Ngon, cảm ơn anh em nhá. Cảm ơn anh em nhá. Tí nữa thì quên đấy. Rồi 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 rồi, tôi biết rồi. Chẹp 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 chẹp. Ngon quá. Hôm nay rửa tay thơm tho quá. Úi dồi ôi, tay tôi thơm lức anh em ạ. Tay tôi thơm lắm. Tôi vừa ngửi thử rồi, thơm lắm. Toàn mùi thơm mà thôi. Tôi đéo thấy một cái mùi lạ hoắc gì ở đây cả. Chỉ có một mùi thơm phương phức mà thôi. Mùi thơm thoảng qua đây. Úi dồi ôi, thơm quá. Sao tay ai lại thơm cứ thế. 2x à? 2x ghép rồi. 2 clock này. Điên à? Điên à? Thế sao được em? Điên à? Điên à? Điên à? Ai làm thế? Ui, 109 tiền này. Ui ơi, hôm nay trồng nho thế này, bội thu thế này, phê bao giờ mới hết đây? Phê bao giờ mới hết nho đây? Trời ơi. Kể ra cái map này nó cho thêm cái bán, cho nên mất cái những cái hiện hiển thị này thì nó đỡ dối. À. Bị gom ra slow ngon đó. Đây này, con bò lại cũng slow này. Xây ở giữa luôn rồi, cũng chả cần. Nhưng mà thôi cứ để đấy đi. Bởi vì mình ghép vào chắc gì nó ra con ngon. Ra con Sida hay sao. Cứ để đấy đã.
slow vẫn là một là sự lựa chọn tốt bởi vì giờ mình có đam rồi mà. Hai orc à? Hai orc ok, cảm ơn nhé. Ui, ép orc ra siêu luôn này. À orc ép orc ra mẹ mày rùa luôn này. Rùa là thần thoại đấy. À rùa là siêu siêu ấy chứ. Rùa là thần chứ, rùa là thần. Xây ghép ra rùa là thần đấy. Ok ok. Thả cái nào. Ơ cái gì đây? Chủ động rút dây à rồi, lại cắm dây vào lỗ mũi để chơi tạm rồi. Ok, tiếp tục trận đấu nào. Được luôn. Con họa mi mạnh nhất à? Điên à, họa mi không mạnh nhất đâu. Họa mi của anh Cường là mạnh nhất. To nhất. Ừ, cơ đấy anh. Nhà ông lên trăm ca súp đi ông xô, họa mi cho mấy ông con. Mẹ không, cái ông nào là ông ấy nói mẹ mẹ em yêu anh nhỉ? Có phải là mẹ mẹ... Em đấy! Có phải là em không? Mẹ anh nghe giọng em nghe, anh nghe giọng em quen lắm. Em yêu anh. Bướm mạnh nhất ạ. Làm thủ tùng. Còn vợ mạnh nhất anh em ạ. Ý ổng là dù là một trong tứ linh ấy, Long Lân Quy Phụng của ông nghĩa vô mẹ, ông nghĩ xa thế. Ông nghĩ hơn cả tôi rồi, ông nghĩ ở cái tầm mẹ mày, tôi nghĩ ở cái tầm ở xóm ở làng thôi, còn ông nghĩ ở cái tầm mẹ mày vũ trụ, mẹ bao la ngoài mẹ thế giới rồi. Ông nghĩ xa quá, tôi đéo với được tầm cái suy nghĩ của ông. Cắm dây vào lỗ mũi lấy mạng là sao anh? Tức là lỗ mũi em sản sinh ra internet đấy, em cắm vào em dùng tạm được mấy giây mà. Em thử xem. Thả sói à? Ừ ok đây. Thả luôn. Ông Cường không làm gì xuống. Không biết thôi chứ. Chiêu đó ông Cường cũng làm xuống. Con vợ mạnh nhất mới con quen á. Mẹ chả quen quá đi chứ. Con vợ không mạnh nhất thì con nào mạnh nhất nữa. Anh em nghĩ mà xem. Ok ok. Có hai con gì để ghép không nhỉ? Hai con cóc này. Hai naga này. Ui lại thêm một slow nữa này. Thêm ghép một slow đi. Ui bò này. Ui thuyền này. Ui giời ơi, cái bàn tay của tôi nó phải gọi là bàn tay thần, con mẹ nó thánh rồi. Nó lại là ghép slow ra thuyền cơ đấy. Trời ơi, trời đụ. Không, em nãy em nói y chang đúng không? Anh ghép slow thì em phiền, anh không chịu tin em. Đấy là lúc nãy, còn bây giờ khác em, lúc nãy chắc đéo là phiền. Không, là không thế nào, em đừng có liên thiên đi. Anh mà nghe em thì đổ xuống sông xuống biển hết rồi. Khéo lại, khéo bây giờ anh ngồi anh xem anh em chơi rồi đấy. Khổ lắm. 80k, 80k ăn được chưa nhỉ? Thôi để tí tôi up dam xong ăn 80k xong ạ, chưa ăn được 80k đâu. Con ăn 80k ăn dư rồi. Ăn dư rồi á? Thôi tí cứ phải up dam rồi đã. Mắc 30% xong up thêm cái này nữa là tôi mới tự tin tôi ăn được. Rồi, 10% này. Xong rồi up thêm cái này nữa này. Đấy, tí quay sau này, nó xong quay này là tôi ăn luôn. Ăn là ăn luôn đấy. Ăn tươi lút sống luôn đấy. 96 tiền này, phê nho cái nhẹ này. Phê cái nhẹ thôi. Không phê nặng, phê nhẹ thôi. Phê nặng tí công an lại đến gô cổ bỏ mẹ. Ăn hát. Ôi ôi. Ok, I cannot sum in there. I cannot sum in there. Ok. Gáy nhiều quá. Chết sớm lắm rồi. Anh thấy con gà nó đi nhiều hơn. Nhưng mà anh thấy gà trống nó gáy nhiều chứ nó cũng được đạp nhiều mà em. Nên là hãy cứ sống cái quãng thời gian trong đời mà em sống cảm thấy hạnh phúc nhất và tận dụng những khoảng thời gian quý báu nhất trong đời để làm những việc ý nghĩa là được. Còn cuộc sống của em có dài hay ngắn ấy thì nó cũng là định trước rồi. Bàn tay của em không thể xoay được vận mệnh đâu, nên hãy cứ trôi theo dòng chảy đi. Hãy sống ngày nào tốt ngày đấy là được. Ok. Gà này. Clock này. 99 này, ôi lại phê nho này, phê nho cái nhẹ thôi. Phê cái nhẹ nhàng thôi, tí cho em phê tiếp nhá. Cứ quay nào cũng 9x thế là em vui rồi, em không cần nhiều đâu, cuộc sống em đơn giản lắm. Em chỉ cần những mùa nho chín và bán được giá thôi. Em không cần nhiều đâu, cuộc sống em đơn giản lắm, em là con người sống đơn giản lắm. Ok. Có lên trăm nữa ha. Cái thải ốc. Chim này. Không ở đâu. Cóc. Ốc. Gà này. Ok gà luôn này. Lại chim luôn này. Lại golem luôn. Ôi búp tôi đánh à.
ép một cái đi. Ôi! Thiên tướng Magic Case vãi đái. Cuộc đời đẹp sao rồi. Mẹ về. Gọi là cái hộp thiên tướng, hộp thiên tướng best nhất cái game này rồi. Tôi chả còn gì để nói anh em ạ. Bàn tay tôi phải gọi là bàn tay vàng rồi. Bàn tay dắt vàng, đính kim cương rồi, xịt mẹ mày cắt thứ nước hoa thơm phức rồi. Mẹ bàn tay này, bàn tay mẹ bàn tay của năm rồi. Đoạt giải bàn tay của năm, bàn tay vàng. Ok. Ếch à? Ếch đâu? Ếch à? Đâu? Ếch có ép được đâu? Dân này. À. Thả cái nhẹ nào. Thả cái nhẹ. bàn tay trong bàn tay vàng trong làng bốc tướng, ok, hợp lý đấy, nghe là, ui ôi nó lại là ra siêu luôn ạ. Ok, ui nó lại ra cơ bản luôn ạ. Ui lại nho tiếp này, sẽ nho cái. Sao nho hôm nay bội thu đấy nhỉ? Hôm nay hình như là ngày của nho hay sao anh em ạ? Hình như hôm nay là ngày của nho hay sao ấy. Rồi rồi, cảm ơn anh em nhá. Tôi vừa bán nho rồi, cảm ơn anh em. Tôi vừa bán nho xong anh em ạ. Phê quá đi mất. Phê quá đi. Ông Tân hôm nay xây nho giống tôi là mày bội thu rồi. Bội thu, bội thu. Ván sau đi mẹ mày, bán nhầm rồi mẹ mày, xây ra mẹ trụ thường các thứ mẹ tổ hợp được một ván xanh phải gáy chứ. Ván sau đéo có cơ hội mà gáy mất. Ok, chúng ta hãy tranh thủ những cái thời khắc đẹp trong cuộc đời, chúng ta làm những cái điều ý nghĩa trong cuộc sống anh em ạ. Hãy đừng bỏ lỡ những thời khắc đẹp mà để trôi đi một cách nhạt nhòa như vậy. Anh em hãy làm cho nó có màu, có màu, có sắc, có bảy sắc cầu vòng, có hương, có hoa, có thơm, có vị của hoa quả, có vị của cuộc sống anh em ạ. Đừng để những cái giây phút nó trôi qua một cách lạnh nhách vậy. Anh em hãy làm cuộc sống anh đẹp hơn bằng những pha gái thần thánh. Ok. Vì bạn xứng đáng. Ui bạn quá xứng đáng đi chứ. Nói về cái từ xứng đáng thì tôi là xứng đáng nhất rồi. Nếu ai trong cái mẹ 18 slot này xứng đáng hơn tôi. Ok. Để hai nhau. Hai trụ này. Naga. Có chắc là bây giờ chả cần xây thêm thiên tướng đâu. Này là đủ rồi. Up đam trụ ấy thôi. Đi Zoom bây giờ anh em đừng có mơ nhá. Zoom đang đông đừng có mơ. Đừng có mơ cái từ đít Zoom ở đây nhá. Nãy giờ quên cái đó ha. Đừng có mơ đi. Bàn tay thần thánh bao giờ cũng có một đường truyền thần thánh, em hiểu không? Cùng lắm tôi cắm lỗ mũi có gì đâu. Bình thường. Chiều nay vừa mất mạng rồi. Riêng mà bây giờ mà mạng đít nữa thì mẹ mày tôi mai tôi cắt dây mạng đéo dùng nữa. Ok. Có hai bom nhỉ anh? Bé đến Zoom thì đến qua. Ờ, hai bom, ok, hai máy bay luôn. Nói chung là đít đó à. Nhưng mà đéo phải là đít đâu. Rồi nó sẽ đít thôi. Đéo. Đéo là đéo. Anh em cho hỏi cái hộp ấy khỏe. Ừ, cái hộp này nó búp tốc độ đánh. Ví dụ mà cái đồ hộp này ấy, nó kết hợp với ai khác không? Anh không biết, nhưng mà nó kết hợp với cái mẹ Hellfire ấy thì là best rồi. Cái bộ đôi này nó đi với nhau ấy thì bốt nào cũng không thở nổi nhá. Bốt nào cũng có thể nằm xuống thôi. Không bốt nào thở được qua cái bộ đôi này cả. Bốt nào đi qua là cũng mẹ mày hô hấp nhân tạo, hô hấp nhân tạo mẹ mày cái gì nhỉ, gọi là tiếp nước ngay tại chỗ ngay, không thể nào đi qua được cái cửa ải này đâu, cửa ải này khó qua lắm. Mua item đi á, ừ đúng rồi, để tiền mua item quên mất, trời đụng anh em đéo nhắc sớm, lại xây một hai cây nho rồi. Vừa nay mày ôm 50 quả nho thúi, đâu nãy ôm quả nho ấy mà phải nho thúi đâu, bán nho gần thối thì tôi vào tôi ủ rượu rồi xong được gọi là một công ty một startup mới nổi ấy, thế là muốn mượn cái rượu của tôi để làm startup đấy, thế là bán startup và thành công rực rỡ.
đấy, và tiền tiêu không đếm không xuể anh em, ngon quá ngon. Cuộc đời hôm nay tôi nở hoa rồi anh em ạ, không những bàn tay thần thánh mà tôi có những pha gọi là phải ghép thần thánh và những pha gia quân thần thánh. Ok, người ta gọi là gia quân thần thánh xuất chiều đấy anh em. Và này để tiền để item nữa là ngon, không đủ 100 like à, ít like à, này thì ít like này chị em, cô gì hiếp dâm lỗ tai anh em chút. Nếu mọi người xem thấy hay hiếp dâm cái nhẹ lỗ tai, lại để lại ngay một like và một share để ủng hộ mình nha. Ưng thì cho thêm một cái subscribe luôn đấy, hiếp dâm nhẹ lỗ tai. Cảm ơn anh chị em, cô gì chú bác rất nhiều nha. Thế nhẹ hai con bên trái kìa, hai con bên trái nào, bên trái á, bên trái hai con nào đâu nhỉ, rùa cóc ấy khác nhau mà, có giống nhau đâu, nho à. Ôi giời ơi, mùa vụ, mùa vụ, mùa vụ, mùa vụ, hôm nay lại được mùa tiếp rồi. Sao nó cứ 110 mấy thế này, sao mà tôi thợ nội, chắc là tôi cũng phải mua ống thợ tôi thợ thôi anh em ạ. À, như này tụt huyết áp thì chết. Ui giời ơi, ất van melen này, trời ơi, nó là khi tấn công có 1% cái đòn chú kẻ thù gây sát thương kéo dài luôn. Mẹ mày best rồi, trận này best rồi anh em, mẹ đéo có một cái đội hình nào nó mạnh hơn cái đội hình giết bot này của tôi nữa, best rồi, không còn gì để nói nữa rồi. Rồi tôi đã nhìn thấy một sếp trên cỏ xanh rồi, tôi đã nhìn thấy một sếp trên cỏ xanh luôn rồi. Ok, hai chim up dam rồi, giờ chỉ cần up dam này là ngon rồi. Tôi đã thấy hai sếp trên cỏ xanh rồi, up thêm cái dam nữa đi. À, cầu trời đít là đéo, đéo đít nha, đít là đéo vui đâu, đít là đéo chơi nữa, trời đụng đít mà đéo chim nữa. À, hợp lý đấy, hợp lý. À, đam show 150. Đây đang để gỗ để mua item. Chào Minecraft nha, chào em. Gái sớm gì? Gái sớm ăn gì? Gái sớm ăn sơn hào hải vị chứ gái sớm ăn gì? Anh em nhìn mà xem. Tí bốt tôi cho vài đường cơ bản thôi là mẹ môi đi đồng môi, răng đi mà răng môi lẫn lộn luôn. Ok, cho vài đường cơ bản thôi là răng môi lẫn lộn luôn. Tuổi gì? Dăm ba con bốt. Thả sói à? Ok, thả luôn. Rồi, mua hòm cái nào. Hòm gì chứ phải hòm. Gia tăng sức mạnh của tất cả các nhà đồng minh xung quanh lên 10%. Ôi giời ơi. Anh em nhìn đi. Anh em hãy nhìn đi. Hãy nhìn đi. Nhìn thấy gì chưa? Em biết đây là cái gì không? Bàn tay của năm đấy. Bàn tay của năm đấy. Ok. Best mẹ rồi anh em. anh đi tên gì vậy anh tên Cường. Thấy không, đã voi thôi, từ từ tí lại lọt. À, quân tôi chỉ đáp bốt khỏe thôi, đáp quay thả vớ vẩn là chết đấy. 500 gỗ mới mua đồ được cho thiên tướng đúng không? Đúng vậy, ông ấn vào đồ xong rồi ấn vào thiên tướng thì nó mới được nha. Mua phát không được đâu, ông phải ấn cái nữa đấy. Đấy, tí lại mua lại không ép đồ vào thiên tướng lại phí. Và giải bàn tay vàng rồi, chuẩn rồi. Nó là bàn tay thần thánh luôn đấy, cứng thế chứ lại. À, chưa có hội người yêu cũ nào mời cả. Mà tôi có yêu nhiều đâu mà có người yêu cũ, yêu ít mà. Up dam nào, à, làm chậm tất cả cái địch trong phạm vi. Ui, trời đụ mẹ. Nó gọi là best combo thiên tướng anh em ạ. Thiên tướng combo thiên tướng thiên đồ thiên bộ ai à combo à, combo thiên tướng combo item. Ôi. Rồi best rồi. Best. 700 cơ hội mẹ, toàn item ngon thôi. Nó hiểu kiểu gì ấy, sang số của tôi hôm nay nó hên thế nhỉ? Nó hên gì, nó hên quá mức thế này, game sau đéo hên nữa thì chết. Khổ lắm. Chắc chắn là đéo lọt, yên tâm mẹ mày. Riêng có búp tốc độ đam, riêng có búp tốc độ đánh cộng với Hellfire nữa thì mẹ mày, tôi tự tin với anh em là hai bot ra đây tôi cũng thịt nhá.
chữ tự tin chốt luôn một câu là hai bốt cũng lợn, à nhầm, hai bốt cũng thịt. Cẳng chứ, nó lại là cái tầm mẹ mày best rồi anh em, best rồi, best rồi. Tại bốc cái tụ dâu đỏ được. Anh em live bây giờ là qua 12 giờ, ít nhất là 12 giờ. Nếu các bạn muốn có những pha gáy thần thánh và những muốn có những có ai từng làm chậm gió kinh khủng thì hãy đến với hội trường chúng ta. Đến với kênh Mắt Thay ơi, các bạn sẽ thấy gió thổi ầm ầm. Gió thổi ầm ầm luôn à, ok. Tưởng gió thổi xì xào đấy chứ, ầm ầm luôn. Mẹ xảy ra thiệt tươi dây, xảy ra mẹ về cơ bản này. Trời đụ. Mẹ xảy ra cơ bản luôn, trời đụ. Tôi lại thấy một màu đen đen rồi. Một màu đen đen. Chấm thêm màu vàng, màu của shit đấy anh em. Bàn tay lồn. Người ta gọi là bàn tay trái xoan đấy, ai gọi tay bàn tay lồn. Nghe phũ với đấy. À nghe nó thô thiển với đấy. Người ta gọi là bàn tay trái xoan, anh em hiểu không? Trái xoan. Ok. Con đen chịu thôi, làm thế đéo được anh em. Tôi làm hết sức có thể rồi. 36 rồi. Yên tâm, quả này tôi ghép chắc chắn là ra mẹ mẹ siêu luôn, yên tâm. À nhầm, à, ra thần luôn, yên tâm. Quả này tôi mà ghép con nào mà liên quan con dân này chắc chắn là ra thần. Tôi tự tin là điều đó. Anh em chờ mà xem. Anh cứ chờ mà xem. Nhìn xem, đây này. Pha này nó là ra thần này, đéo sai đâu này. Ôi sai rồi. Okay. Do mấy win với bạn đã giao 40 nhá. Quay 40 là win. Lát thế á. Anh em F5 stream đi. Reset stream. À nhập. Đúng rồi, reset stream đi. Tắt cái live stream đi xong bật lại. Hết hy vọng rồi anh á. Ui thầy, hy vọng của anh nó vẫn tràn trề lắm em ạ. Nó vẫn là tràn trề như cái giọt nước tràn ly luôn em. Ok. Quân của anh vẫn cứ mạnh mẽ và tiến đến cái wave 40 thôi, cái wave định mạnh đấy, cái wave mà có sếp đấy. Tôi nhìn thôi là tôi đã biết là tôi có hai sếp rồi, không cần phải nói nhiều. Cường làm lòng cú get slow. Thôi em. Nhẹ nhàng thôi, Depacito. Khẽ thôi. Anh em like là hết lag. Ghép hai con slow đó, anh sẽ được thêm một con thuyền nữa. Để con thuyền nữa. Và anh sẽ có phải không? Chẹp gió cái chó bay vào mồm. Đấy lại được slow tiếp nhỉ. Ra xe. Đấy. Trời định anh à. Ra hai nhà nhanh luôn. Lưng con bên trái anh, lưng con bên trái. Lưng con bên trái à. Rồi, ok. Thấy chưa? Rồi, lên Fasica luôn. Nó gọi là gọi sấm từ thiên lôi luôn anh em. Anh em thấy chưa? Anh em đã thấy cái đội hình của tôi chưa? Ui giời ơi. Bán nho à? Mẹ cái tầm này nhá, thiên tướng pẹp pẹp. Ok, thiên tướng pẹp pẹp. Ok. Tuổi gì? Normal. Rồi normal là sao này. Tầm này mấy ba dăm ba con thiên tướng ăn hai vả là chết. Mẹ mày best rồi. Kép đâu đài sai lầm á, chả sai lầm gì cả. Nó lại là chuẩn bài đấy. Deadbot thì cần gì đâu đài nữa. Deadbot cần đam thôi. Lọt làm sao gì? Làm sao mà có cái cửa lọt ở đấy? Lọt là lọt nào? Làm sao mà lọt được? Anh em cứ chống mắt lên mà xem nhá. Chống mắt lên mà xem có lọt không nhá. Không lọt nổi nửa con luôn. Đừng nói là một con. Không lọt nổi nửa con đâu. Mua đồ đi anh. À. Ờ, quên chưa thua mua mua ấy. Gọi đệ ra. Nho kìa, nho kìa anh. Nho trong rồi, ghép đồ gái. Slow à? Ờ, cũng được. Hai bên slow, hai bên. Cũng ok. Đúng rồi, cái tí là đít game. Đéo đâu, đéo đít game đâu. Đéo ưa tí nào, đít game là đéo ưa tí nào đâu. Ui, quay thuyền là khỏe thế.
Thấy mỗi lần chơi map này là auto lo sợ á, lo đéo gì. Anh em nhìn tôi gánh đây này. Ui, hình như là lọt hay sao ấy. Thuyền châu máu đấy. Cảm ơn Hải Bình Quách nha. Hình như hơi thiếu đam rồi gì phải. Hơi thiếu đam AOE. 39 rồi. Quay này lọt còn một thôi là thắng. Lọt còn một được. Cố gắng đép tí bố chắc chắn là chết. Rồi. Không, chắc chắn là có lọt đấy. Nhưng mà lọt ít hay nhiều thôi. Lọt một. Không có chủ của tóc đánh gì á. Ờ, anh bỏ rồi á. Ghép ngựa, ok, ghép ngựa rồi. Rồi ôi. Tôi chỉ sợ nhất quay 39 thôi. Chứ mà đến cái quay 40 ấy. Bẹp bẹp, ok. Nó là bẹp bẹp luôn. Dắm bài con bốt này. Một bẹp là chết. Thêm bẹp nữa là sấp mặt rồi. Em nhìn tôi đép quay 40 đây này. Nhìn đây này. Đấy, chưa gì đã ăn quả mẹ xét xét sấm dồn ngang tai rồi. Đây, bẹp này, bẹp này, bẹp này. Úi giời ơi. Úi giời ơi, bốt này. Úi giời ơi. Khỏe thế. Bốt khỏe đấy. Nhưng mà thôi, tôi đùa, tôi nói thế cho anh em vui thôi. Lọt làm sao được. Đi 1/2 đường mà đã nửa cây rồi. Con bốt này nó cũng khỏe đấy, cũng trâu chó đấy. Nhưng mà cùng lắm là ăn thêm một vả nữa là chết thôi. Thằng này là sắp xong bốt rồi này. Ăn thêm một vả nữa là chết thôi. Ui, khỏe thế. Không có làm trao mà. Ui, hình như lọt thấy sao anh em ạ. Hình như là lọt thấy sao ấy. Không lọt đâu anh này, không lọt đâu anh này. Ui, 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 đừng lọt được không? Đừng lọt được không? Ui. Ông này. Thôi cho ra thêm một vả nữa. Cho thêm một vả nữa cho tròn. Đừng anh ơi, đừng. Anh ơi, đừng rồi. Cuối cùng thì chúng ta đã có set thứ hai. Ui, thằng này tôi cứ tưởng cho nó hai vả, hóa ra phải mẹ 4-5 vả nó mới chết. Cứng đấy. Mặt cũng dày đấy. Ok. Nhưng mà làm sao mà qua được cái cửa ải này? Nhặt sao đó lấy xe ông Cường. Hả, ông trừ xem rồi. Đây rồi, đây rồi. Để tôi lấy cốt đã, chụp ảnh nè. Từ từ nha, tôi lưu cốt đấy. Upload này. Gáy, gáy tội đéo thì không gáy nhỉ. Nó lại là có hai sếp luôn đấy. Nếu phải đùa đâu, thế nhé.